Xin chào mọi người, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Quỳnh Gia Alpha xin giới thiệu đến mọi người bộ đôi sản phẩm giúp hỗ trợ trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ, đó chính là miếng nhựa ép máng tẩy mềm 3A đến từ thương hiệu Medes của Hàn Quốc và sản phẩm côn giấy dùng trong nha khoa đến từ thương hiệu Meta Biomed Guta Becha. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm là miếng nhựa ép máng tẩy mềm 3A đến từ thương hiệu Medes của Hàn Quốc. Về quy cách đóng gói thì một hộp như thế này sẽ bao gồm là 25 miếng và được dùng để làm máng tẩy trắng răng, hàm duy trì hoặc là máng chống nghiến. Về kích thước của sản phẩm thì sản phẩm sẽ có kích thước chiều dài nhân chiều rộng là 125 x 120mm và bề dày của nó sẽ là 1mm. Về tính chất của sản phẩm thì miếng nhựa ép máng tẩy mềm này sẽ có tính dẻo và khi ép ra khuôn máng tẩy thì không làm đau nú và có tính đàn hồi co giãn tốt. Nếu bạn là người thường xuyên nghiến răng thì chúng ta có thể kẹp hai miếng nhựa lại để ép thành máng ngậm chống nghiến răng và không gây ra mòn răng. Về hướng dẫn sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng miếng nhựa ép này để ép thành khay hoặc là máng tẩy trắng răng dùng với thuốc tẩy trắng răng. Chức năng chính của nó thì sẽ giúp giữ thuốc làm trắng răng không cho thuốc chảy ra bên ngoài và ngăn nước bọt tràn vào bên trong khuôn răng. Do đó vừa giúp tẩy trắng răng vừa hạn chế được các tác dụng phụ không mong muốn của thuốc tẩy trắng lên nú răng và mô răng xung quanh. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng để ép thành máng duy trì sau khi chỉnh nha. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm là côn giấy dùng trong nha khoa đến từ thương hiệu Meta Biomed Guta Becha. Sản phẩm này thì nó sẽ có quy cách đóng gói là một hộp như thế này sẽ bao gồm là 120 côn và chất liệu của nó sẽ làm từ giấy được sử dụng trong nha khoa có hình dạng là dạng hình nón với một đầu nhọn và một đầu rộng. Sản phẩm thì đã có kích thước và màu sắc được mã hóa theo tiêu chuẩn ISO và có các chiều dài khác nhau để phù hợp với chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của mình. Thì sử dụng côn giấy là phương pháp phổ biến trong điều trị nội nha, giúp xác định điểm cuối của ống tủy khi khô. Đối với tình trạng viêm nhiễm thì côn giấy sẽ hấp thụ chất lỏng từ ống tủy và chọn chất liệu giấy. Chất lượng là quan trọng để đảm bảo độ chặt nén và chính xác của vị trí thắt chớp, không làm tổn thương mô và hỗ trợ tiên lượng cũng như xác định được chiều dài một cách chính xác nhất. Sản phẩm này giúp cách ly và bảo vệ các cấu trúc bên trong miệng khi thực hiện các quá trình điều trị nha. Côn giấy có đặc tính thấm hút nhanh, có thể được sử dụng để hút nước bọt và mảnh vụn, tạo không gian để làm việc cho các y bác sĩ, giữ cho khu vực điều trị khô ráo, đồng thời có vạch chia chiều dài giúp dễ dàng kiểm soát khi sử dụng. Và trên đây em đã giới thiệu đến mọi người hai sản phẩm là miếng nhựa ép máng tẩy và côn giấy dùng trong nha khoa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.